Trang mến chào các em học sinh. Ở video này chúng ta cùng nhau làm bài tập cuối chương 7 ở trang 67-68. Câu hỏi trắc nghiệm. Quan sát các chữ cái H, A, N, O, Y và xác định đúng, sai cho các phát biểu sau. Câu A. Chữ H là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Chữ H đây các bạn. Trục đối xứng nè. Đây đúng không? Hoặc là đây. Đúng rồi. Còn tâm đối xứng là đây. Ok. Như vậy là chữ H vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Câu này chúng ta trả lời là đúng. B. Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Chữ A các bạn. Trục đối xứng đây. Tâm đối xứng không có. Nè. Đúng rồi. Chữ A là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Đúng. C. Chữ N là hình có trục đối xứng và có tâm đối xứng. Chữ N. Tâm đối xứng đây. Còn trục đối xứng đâu các bạn? Không có. Không có trục đối xứng. Như vậy thì câu này là sai. Chữ O là hình vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Chữ O. Tâm đối xứng đây. Trục đối xứng đây. Đúng. Chữ Y là hình có trục đối xứng và không có tâm đối xứng. Y đây các bạn. Trục đối xứng đây. Hoặc là đây. Còn tâm đối xứng nằm ở đây. Nó có tâm đối xứng mà câu E nói là không có tâm đối xứng. Cho nên đây là sai. Tóm lại là chúng ta có đúng, đúng, sai, đúng, sai. Chúng ta qua bài tập tự luận. Bài 1. Các đường ngắt đứt ở mô hình bên dưới có phải là trục đối xứng không? Hình A. Đúng rồi. Đây là trục đối xứng của hình A. Hình B. À không phải các bạn. Hình B đây mới là trục đối xứng nè. Hình C. Hình C đây cũng không phải là trục đối xứng. Trục đối xứng của hình C đây. Hình D. Đúng rồi. Đây là trục đối xứng của hình D. Như vậy thì các bạn trả lời là đường nét đứt ở hình A, hình D là trục đối xứng của hình. Còn đường nét đứt ở hình B, hình C không phải là trục đối xứng. Thứ hai, em hãy vẽ các hình sau vào vở, rồi tô màu các ô vuông để mỗi hình thu được nhận đường ngắt đứt là trục đối xứng. Các bạn chú ý đường ngắt đứt là trục đối xứng này. Như vậy thì ở bên trái này có cái hình màu đỏ, thì chúng ta sẽ tô cái này màu đỏ. Đó, tương ứng với bạn này. Rồi còn bạn này thì tương ứng với nó là cái ô này các bạn. Đó, các bạn tô màu đỏ nha. Còn bạn này đối xứng qua cái trục đối xứng này là bạn này. Đúng không? Đó. Ba bạn này thì tương ứng với ba bạn này. Còn bạn này thì tương ứng với bạn này. Đó. Đó, các bạn thấy đối xứng chưa? Lúc này đây là trục đối xứng của hình. Còn hình B, bạn này tương ứng với bạn này sẽ là đối xứng của đây, sẽ là bạn này. 1, 2, 3, 4, tương ứng với 4 bạn này sẽ là 4 bạn này các bạn, 4 bạn này. Tương ứng với bạn này sẽ là bạn này. Tương ứng với bạn này sẽ là bạn này. Đó, các bạn tô màu cho thầy. Đó, lúc này các bạn thấy không? Đây chính là trục đối xứng của hình. Bạn này đối xứng với bạn này. Bạn này đối xứng bạn này. Đó, tương ứng đối xứng nhau ha. Đúng rồi. Câu C khó hơn các bạn. Câu C, câu D khó hơn. Chú ý là trục đối xứng ở đây. Như vậy thì đối xứng với bạn này sẽ là ô này. Đó.
Đối xứng với bạn này là ô nào các bạn? Giống đường thẳng vuông góc qua là bạn này. Đối xứng với bạn này là bạn nào các bạn? Giống đường thẳng vuông góc với cái đường đất đất này, giống qua là bạn này. Và cuối cùng đối xứng với bạn này là bạn này. Đó. Rồi công việc của các bạn là tô màu à. Ok. Đó. Thì lúc này hình của chúng ta nhận cái đường nét đất này là trục đối xứng. Hình D. Đối xứng với bạn này qua trục đối xứng này sẽ là bạn này. Đó. Đối xứng với bạn này là bạn này. Còn đối xứng với bạn này là bạn này. Mình kẻ vuông góc qua nha, kẻ vuông góc với cái đường nét đất á. Còn đối xứng với bạn này qua cái đường này sẽ là bạn này. Và cuối cùng đối xứng với bạn này qua đường nét đất đây sẽ là bạn này. Ok. Đó. Chúng ta sẽ được hình nhận đường nét đất này là trục đối xứng. Mình xong bài 2. Bài 3. Hình nào sau đây có tâm đối xứng? Hình nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng? Đây các bạn. Mình thấy nè. Ở hình A, mình cần trả lời hai câu hỏi. Hình nào có tâm đối xứng? Thì mình thấy là hình A này có tâm đối xứng này các bạn. Tâm đối xứng nằm đây. Được chưa? Tâm đối xứng nằm đây. Tính chẵn nè. 1, 2, 3, 4. Hình B. Hình B có tâm đối xứng không các bạn? Hình B không có các bạn. Nếu mà các bạn đếm thì các bạn sẽ thấy là số cánh là lẻ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lẻ nên không có tâm đối xứng nha. Bởi vì nếu mà có tâm đối xứng thì bạn này nó đối xứng ra ngoài này mất. Đúng không? Cho nên là nó không có tâm đối xứng. Bạn này không có tâm đối xứng. Bạn này càng không có nữa đúng không? Bạn này không có tâm đối xứng. Như vậy thì ý thứ nhất người ta hỏi mình là hình nào sau đây có tâm đối xứng? Thì mình trả lời là hình A có tâm đối xứng. Tiếp theo người ta hỏi mình là hình nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng? Thì chỉ duy nhất hình A là có tâm đối xứng thôi. Bây giờ mình xem hình A có trục đối xứng không? Có các bạn, có rất là nhiều. Một trục đối xứng nè. Hai trục đối xứng nè. Ba trục đối xứng nè. Bốn trục đối xứng nè. Đó. Hình A có bốn trục đối xứng. Có tâm đối xứng. Còn hình B, hình C không có tâm đối xứng thì mình không cần quan tâm nữa. Mặc dù hình B có rất là nhiều trục đối xứng đó các bạn. Nhưng mà đề không hỏi chúng ta trục đối xứng đúng không? Nên mình không quan tâm. Ý thứ hai đề hỏi là hình nào vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng? Thì mình cũng trả lời là hình A vừa có trục đối xứng, vừa có tâm đối xứng. Mình qua bài 4. Hình nào sau đây có trục đối xứng? Hình nào có trục đối xứng các bạn? Hình thứ nhất, trục đối xứng đây. Đây. Rất là nhiều các bạn. Đây. 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 Đúng không? Đó. Hình A có trục đối xứng. Hình B không có. Hình C có các bạn. Trục đối xứng đây. Hình D có. Hình D trục đối xứng đây. Đó. Như vậy thì mình trả lời là hình A, hình C, hình D có trục đối xứng. Hình B không có trục đối xứng. Chúng ta qua bài 5. Toán vui. Hai bạn Na và Toàn đứng đối diện nhau trên nền đất. Ở giữa họ có một dãy các số và dấu cộng như hình dưới đây. Do vị trí nhìn khác nhau nên hai bạn thấy
hai dãy các phép tính khác nhau. Có nghĩa là bạn Na nhìn thấy khác, bạn Toàn nhìn thấy khác các bạn. Ví dụ như là bạn Na nhìn này, số này, bạn Na nhìn thấy là số 69, số 91, số 68. Nhưng mà bạn Toàn lại nhìn thấy khác. Bạn Toàn nhìn nè. Đây, bạn Toàn nhìn thấy này các bạn. Bạn Na nhìn thấy là 68, nhưng mà bạn Toàn nhìn thấy là 89. Bạn Na nhìn thấy là 91, nhưng mà bạn Toàn nhìn thấy là 16. Số này bạn Na nhìn thấy là 69 và bạn Toàn cũng nhìn thấy 69 luôn, giống nhau. Đó. Số này bạn Toàn thấy là số 11, bạn Na cũng nhìn thấy là số 11. Hai số này bạn Toàn và bạn Na nhìn thấy giống nhau. Còn những số này nhìn thấy khác nhau. Ha. Dù đây là bạn Toàn thấy là số 6, nhưng mà bạn Na thấy sẽ là số 9, đúng không các bạn? Đó. Đây, bạn Na thấy nó là số 9, đúng không? Bạn Toàn thấy nó số 6, bạn Na thấy số 9. Đúng rồi, công việc của chúng ta. Hãy tìm cách điền hai chữ số vào hai ô trống để kết quả tính của hai bạn Na và Toàn bằng nhau. Bây giờ chúng ta cần điền hai chữ số vào đây để kết quả của cái phép tính này của bạn Na và bạn Toàn là giống nhau. Thì mình nhìn thấy rằng là những cái số mà chúng ta cần điền vào đây, bạn Na và bạn Toàn đều đọc được, nhưng mà đọc được nó không giống nhau thôi. Ví dụ như là bạn Na đọc số 9 thì bạn Toàn đọc số 6. Bạn Na đọc số 1 thì bạn Toàn cũng đọc được số 1. Bạn Na đọc số 8 thì bạn Toàn cũng đọc được số 8. Có nghĩa là những số nó có tính đối xứng, những số chúng ta điền vào đây nó có tính đối xứng. Ví dụ như số 1 nè, số 8 nè, số 9, số 6. Đó. Mình chỉ điền những số đó vào được thôi, đúng không các bạn? Còn số 2 là chúng ta không điền được. Bởi vì bạn Na nhìn thấy số 2 nhưng hoàn toàn nhìn đâu có thấy số 2 đâu, đúng không? Cho nên những cái số mà chúng ta cần điền vào đây nó phải có tính đối xứng. Chúng ta chỉ có thể điền vào đây những số có tính đối xứng như là số 1, số 6, số 9, số 8. Hết, đúng không các bạn? Số 1, số 2 không được, số 3 không được, số 4 không được, số 5 không được, số 6 được, số 7 không được, số 8 được, số 9 được. Đó. Hoặc là số 0. Số 0 cũng có tính đối xứng. Nhưng mà chúng ta không điền số 0 vào đây được. Bởi vì số 0 thì bạn Na nhìn thấy 80, nhưng mà bạn Toàn nhìn thấy số 08 là không ổn, đúng không? Số 08, số 0 nó không có ý nghĩa, đúng không? Đó, cho nên là số 0 tạm thời mình loại ra. Mình chỉ có thể điền được những số 1, 6, 9, 8 và hai bạn này. Đó. Thì đây là bài toán đố vui, cho nên là các bạn cũng không quá chăm chú vào cái cách giải của nó. Bởi vì vui thôi mà. Thì sau khi mình thử lần lượt các số 1, 6, 9, 8, mình thử ha, mình thử vào đây. Thì mình thấy là chúng ta điền vào đây số 6 và số 1. Đó. Thì lúc này kết quả của bạn Na nó sẽ bằng kết quả của bạn Toàn. Mình thử nha. Lúc này bạn Na thấy gì? Lúc này bạn Na thấy nè, 11 cộng cho 86 cộng cho 19 cộng cho 69, cộng cho 91, cộng cho 68. Đó là bạn Na nhìn thấy, đúng không? Bằng này. 344 các bạn. 344. Bạn Na thấy là 344. Bây giờ mình xem bạn Toàn. Bây giờ bạn Toàn. Tám chín, mười sáu,
69 61 98 11. Đó, 344 luôn các bạn. 344. Ok không? Đó, như vậy thì chúng ta điền vào đây số 6. Bạn Na thấy số 6 nhưng mà bạn Toàn thấy là số 9. Còn đây số 1, hai bạn nhìn thấy giống nhau. Đó, thì ok, thì kết quả thỏa mãn. Thì mình trả lời là chữ số điền vào chỗ trống theo chiều của bạn Na, theo hướng nhìn của bạn Na là số 6 và số 1. Em có nhận xét gì về hình ảnh mà hai bạn quan sát được? Các bạn có nhận xét gì các bạn? Hình ảnh mà hai bạn quan sát được là hình có đối xứng trục. Rồi, chúng ta xong bài 5. Chúng ta qua bài 6. Tìm dụng cụ học tập có tính đối xứng. Đây, dụng cụ học tập đầu tiên kể đến là cái máy tính. À, có tính đối xứng. Trục đối xứng của nó đây các bạn. Nha, trục đối xứng đây. Các bạn thấy bên đây có hai nút nè, bên đây cũng có hai nút nè. Bên đây có hai nút, bên này cũng có hai nút đối xứng với nó. Được chưa? Bên đây có một nút, bên đây có một nút đối xứng nhau. Trục đối xứng này. Đó, được chưa? Dụng cụ đầu tiên là máy tính. Dụng cụ thứ hai ở trên bàn thầy có sẵn. Đây, cái gì đây các bạn? Không phải cái bánh đâu nha các bạn, cái này là cái cục gôm. Cái cục gôm đấy. Ha, à, cục gôm. Đó, nó cũng có tính đối xứng. Nó là đối xứng tâm. Các bạn thấy số tính chẵn này, 1 2 3 4 5 6 7 8. Đó, 8 cánh hoa đúng không? Đối xứng tâm. Đó. Hay là dụng cụ tiếp theo các bạn thấy là đây trên bàn thầy luôn. Cái kẹp giấy các bạn. Bạn này cũng có tính đối xứng. Trục đối xứng của nó đây các bạn. Nè. Trục đối xứng đây. Ok chưa? Rồi, thậm chí là cái viết mà thầy viết nó cũng có tính đối xứng các bạn. Đây, cái viết thầy viết này. Trục đối xứng của nó là cái đường kẻ này nè các bạn. Đó, đường kẻ. Các bạn thấy đối xứng không? Đó. Ok. Rồi vân vân, các bạn tìm thêm nha. Rồi chúng ta xong phần bài tập ở trang 67-68. Thầy An hẹn gặp lại các bạn ở video sau. Thầy An chúc các bạn học tốt.